chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị cùng đến với chương trình tin nóng 21 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình sẽ phản ánh những tin nóng mới nhất diễn ra trong ngày, đồng thời tiếp cận và phản ánh những vấn đề dân sinh xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố cũng như của cả nước. Sau đây sẽ là những nội dung chính phát sóng trong chương trình ngày hôm nay, mùng 10 tháng 9 năm 2016. Độc đáo là họa sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng chế tiết kiệm năng lượng điện của người dân Đà Nẵng. Truy tìm tài xế container gây tai nạn rồi bỏ trốn tại Bình Dương. Cứu sống bé trai bị rắn hổ mang cắn tại Đồng Nai. Quảng Nam triệt phá đường dây số đề tiền tỷ. Thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng trẻ trung, năng động của chúng ta ngày hôm nay, ít ai biết đến một địa điểm nằm khép mình nơi rừng núi, yên bình nơi cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, nơi du khách vẫn gọi là chốn tiên cảnh giữa lòng thành phố. Nhất Lâm Thủy Trang Trại vẫn giữ được nét hoang sơ nguyên vẹn. Đến đây, được hòa mình với thiên nhiên, mê mẩn trước những sắc hoa dại kỳ thú hay nằm đông đưa trên những nhánh cây vươn mình ra mặt hồ trong xanh nhìn tráng chiều trôi. Cảnh quan thiên nhiên đẹp như một bức tranh thủy mặc huyền ảo, biến đổi theo từng mùa và ngày giờ trong năm. Nhất Lâm Thủy Trang Trà được coi là chốn đào nguyên tiên cảnh, gột rửa những ưu phiền của những đôi chân nhuốm bụi trần. Người ta vẫn thường nói khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đạo hóa tâm hồn. Câu chuyện về những vùng đất làm nao lòng bước chân lãng chua khiến người ta dừng lại, gắn bó và quên đi cuộc sống thường nhật bên ngoài, ngỡ chỉ có trong thơ ca và những ngày xưa cũ. Nhưng ngay trong lòng thành phố Đà Nẵng nhộn nhịp của ngày hôm nay vẫn tồn tại một Nhất Lâm Thủy Trang Trà với cảnh sắc và những câu chuyện đẹp như chốn thần tiên. Thưa quý vị, mặc dù bị khuyết tật nhưng ông Ngô Thế Huynh ở Lâm Đồng đã có tình yêu âm nhạc rất lớn và ông đã sáng chế ra chiếc đàn 24 giây rất độc đáo. Huynh đã ngày đêm suy nghĩ và nghiên cứu để chế tạo một loại đàn riêng biệt, loại đàn mà chỉ sử dụng một tay nhưng vẫn có thể chơi được và phát ra âm thanh như đàn bình thường. Từ đó, sau hơn 6 tháng nghiên cứu, lập bản vẽ chi tiết, chọn gỗ thì cây đàn 24 giây độc lạ này đã ra đời. Đàn có 24 giây và 24 khóa chỉnh, nặng khoảng 7 đến 8 kg. Do chỉ sử dụng một tay đánh đàn nên chơi thân đàn được đánh dấu các ký hiệu A, B, C, D để giúp ghi nhớ và thực hiện các thao tác gảy đàn thuận tiện hơn. Với cây đàn độc lạ này, ông Huynh đã nhiều lần tham gia giao lưu với Hội người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, du khách sẽ cảm thấy thú vị và bất ngờ khi đến thăm làng nghệ nhân Hàm Long, nơi mà người dân và du khách ở đây gọi là làng họa sĩ. Nằm dọc theo sông Sài Gòn ngay trong dòng Ông Tố, nơi có cảnh quan tuyệt đẹp, làng nghệ nhân Hàm Long vào thập niên 90 của thế kỷ trước, một số họa sĩ, nghệ sĩ thuộc Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã về vùng đất mới ven sông Sài Gòn để tìm cảm hứng sáng tác. Có lẽ chính nơi đây đã đem lại cho họ nhiều cảm hứng sáng tác, nên ý định cùng nhau thành lập ngôi làng để làm cõi riêng cho người nghệ sĩ đất phương Nam đã hình thành. Khu dòng Ông Tố đã xuất hiện một ngôi làng nghệ nhân mà người dân thành phố quen gọi là làng mỹ thuật, làng họa sĩ. Thể loại chất liệu và phong cách sáng tác của các nghệ nhân nơi đây khá phong phú và đa dạng. Những người nghệ sĩ là nghệ nhân Hàm Long ngày đêm âm thầm lặng lẽ cống hiến đời mình cho nền mỹ thuật Việt Nam, trong đó dạt dào nhất vẫn là mỹ thuật Phật giáo Việt Nam. Thưa quý vị, tận dụng những vật dụng điện tử phế liệu, nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió, ông Trần An ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã sáng tạo ra những thiết bị tiết kiệm điện cho gia đình. Điều này không chỉ tiết kiệm điện, giảm chi phí sử dụng điện, mà còn phù hợp với chủ trương sử dụng nguồn năng lượng sạch, nguồn năng lượng tái tạo. Đây là ngôi nhà của ông Trần An, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngôi nhà gây chú ý bởi chiếc quạt gió và những tấm pin năng lượng mặt trời đặt trên mái nhà. Những tấm pin và chiếc quạt gió này là thành phần quan trọng trong hệ thống tích hợp năng lượng mặt trời và năng lượng gió để phát điện các thiết bị điện gia dụng trong gia đình. Chủ thể là một cái năng lượng mặt trời thì một cái năng lượng tốt, mà trong lúc mình đây á là thiếu điện thì mình bây giờ mình làm sao để mà mình tái sử dụng lại cái năng lượng. Thì chủ thể nghĩ rằng là bây giờ nhà mỗi lần mà cấp điện là chủ thể là nóng, nên chủ muốn rằng là gia đình mình cấp điện mình làm cái gì đó để cho mình có điện để cho mình xài.
xuất thân từ thợ may, nhưng ông lại có niềm đam mê vô hạn với những vật dụng điện tử. Nên từ nhiều năm qua, ông đã lặn lội sưu tập những vật dụng điện tử phế liệu. Và trong căn nhà nhỏ của ông, có hẳn một góc dành riêng cho công việc thiết kế, chế tạo các vật dụng điện tử. Các thiết bị gia dụng trong gia đình ông như bóng điện, máy quạt, tivi đều sử dụng năng lượng từ gió và mặt trời. Đặc biệt, hệ thống đèn nhà ông được lắp đặt theo chế độ tự động, đẩy cửa bước vào thì đèn tự bật sáng, khép cửa lại thì đèn sẽ tắt. Nhờ những ứng dụng thông minh này mà gia đình ông đã tiết kiệm được đáng kể năng lượng điện tiêu thụ so với trước đây. Thậm chí vào những ngày mưa bão, cúp điện, gia đình ông vẫn có điện để sử dụng bởi nguồn năng lượng tự nhiên đã được ông lưu trữ vào các bình ắc quy nhỏ, phòng dùng khi mùa mưa bão tới. Thiết nghĩ, nếu mô hình này được đầu tư và nhân rộng, sẽ góp phần đáng kể trong việc tiết kiệm nguồn năng lượng điện của quốc gia. Thưa quý vị, tuyến đường DT743 trên địa bàn tỉnh Bình Dương được coi là tuyến đường huyết mạch. Nhưng hiện nay, tuyến đường này có nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đường DT743, đoạn thuộc phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Ổ voi, ổ gà xuất hiện dày đặc, khiến người dân lưu thông qua đây luôn sợ hãi. Ôi trời, mưa ngập thì thôi rồi, ô tô chết máy người rồi. Ô tô chết máy rồi, thuê kéo rồi, thuê đặt đít cho. Có nào té chứ đó rồi, ô tô lao tới vậy. Có đêm không biết, đêm có theo hú rồi, không biết là thế nào. Đêm có theo hú đi mà thật chứ không biết là sao. Mặc dù đoạn đường đã xuống cấp từ lâu, nhưng không có đơn vị nào đến khắc phục hay sửa chữa. Tai nạn liên tiếp xảy ra, người dân đã mang một số vật dụng để chắn ngang đường, báo hiệu cho người tham gia giao thông biết khi qua đây. Trước thực trạng, rất mong chính quyền địa phương sớm khắc phục sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Cầu Phú Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh, nối liền quận 7 và quận 2, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra tai nạn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đồng thời khiến người dân cảm thấy bất an khi qua đây. Các vụ tai nạn đa phần đều liên quan tới các xe container, xe ô tô có trọng tải lớn, hầu hết nguyên nhân đều do tài xế không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát. Trước tình trạng trên, thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các lực lượng liên quan lắp đặt camera quan sát, tăng cường tuần tra xử lý vi phạm, đồng thời sửa chữa, nâng cấp hạ tầng, đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua cầu. Thưa quý vị, tại Đồng Nai, bé trai Nguyễn Hoàng Hiệp, 11 tuổi, ngụ tại xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, trong lúc vào bếp chơi đã bị một con rắn hổ mang phóng ra và cắn vào chân trái. Rất may, em Hiệp được cứu chữa kịp thời và đã qua cơn nguy kịch. Em Hiệp được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai trong tình trạng chân trái sưng to, vết thương ở cổ chân trái có dấu hiệu hoại tử, có tổn thương thận. Bệnh nhân mệt, lờ đờ nên các bác sĩ chẩn đoán bị rắn hổ mang cắn. Do bị rắn cắn đã khá lâu, khoảng 22 giờ, bệnh nhân mới được đưa đến bệnh viện nên việc điều trị khó khăn hơn. Thời gian chữa trị cũng lâu hơn do độc đã phát tán toàn thân. Tại đây, các bác sĩ đã phải truyền 6 lọ huyết thanh điều trị nọc độc, mỗi lọ 50ml. Hiện tại, tình trạng hoại tử đã không còn lan rộng, nhưng vết thương ở chân trái bệnh nhân vẫn sưng to, đang được theo dõi chặt chẽ để có hướng xử lý kịp thời. Tối qua, ngày 9 tháng 9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương, khiến một người nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Điều đáng lên án là sau khi gây ra tai nạn, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vào 22 giờ ngày 9 tháng 9, xe máy mang biển kiểm soát 81V1-19340 do một nam thanh niên khoảng 28 tuổi điều khiển xe lưu thông trên đường DT743. Khi xe đi đến địa phận khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An thì xảy ra va chạm với container chưa rõ biển kiểm soát chạy ngược chiều. Cú va chạm khiến nam thanh niên cùng xe máy bị kéo lê hơn 10 mét. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng dập một bên mặt, hôn mê sâu và rất nguy kịch. Điều đáng lên án là ngay sau khi gây tai nạn, tài xế container đã bỏ mặc nạn nhân và rồ ga bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và truy tìm xe container có liên quan đến vụ tai nạn. Công an tỉnh Quảng Nam hiện đang hoàn thiện hồ sơ liên quan đến đường dây số đề tiền tỷ. Đây là đường dây đánh đề lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị triệt phá. Sau thời gian trinh sát, ngày 6 tháng 9, cảnh sát hình sự PC45 Quảng Nam đồng loạt tấn công hai tụ điểm tổ chức đánh bạc trên địa bàn phường An Sơn, bắt quả tang 9 đối tượng đều trú tại thành phố Tam Kỳ có hành vi ghi bán số đề, gồm Lương Mậu A, Nguyễn Tấn Tân, Huỳnh Tấn Khanh, Phạm Thái, Đỗ Thị Ánh Đào, Nguyễn Thị Hòa, Bùi Thị Quỳnh Ly, Nguyễn Thị Thạch Anh, Phạm Thị Thu Hà. Theo đó, sau khi tổng hợp tịch đề ghi được trong ngày, Lương Mậu A chuyển lại cho Hồ Thị Ngọc Diệp để hưởng tiền hoa hồng. Kiểm tra nhà riêng Diệp, tổ công tác bắt quả tang bà Đỗ Thị Ánh Đào, Nguyễn Thị Hòa và Bùi Thị Quỳnh Ly đang tổng hợp tịch đề, tổng số tiền ghi đề trong ngày 6 tháng 9 khoảng 300 triệu đồng. Ngày 7 tháng 9, PC45 Quảng Nam tiếp tục bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thạch Anh và Phạm Thị Thu Hà về hành vi tổ chức đánh bạc. Kiểm tra tại nơi ở của các đối tượng trên, lực lượng công an còn tạm giữ số tiền gần 2 tỷ đồng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc ghi bán số đề. Hiện vụ án đang được PC45 Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng.
Hôm qua 9 tháng 9, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Chi cục Chăn nuôi và Thú y bắt quả tang một cơ sở chế biến mỡ bẩn nằm ngay cạnh bãi rác. Cơ sở này ở địa chỉ tổ 170, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, do bà Mai Thị Kim Anh làm chủ. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện có 800 kg mỡ nước và hơn 100 kg mỡ tươi để dưới nền gạch, ngay bên nhà vệ sinh, mùi hôi hám và nhiều ruồi muỗi bu kín. Cơ sở này không được cấp phép hoạt động, đặc biệt chỗ cơ sở này đang hoạt động là khu vực cấm. Toàn bộ số mỡ bẩn của cơ sở sẽ được cơ quan chức năng đem đi tiêu hủy theo quy định. Thông tin vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình tin nóng 21 giờ ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Khi cần cung cấp thông tin và đóng góp cho chương trình, quý vị vui lòng gọi số điện thoại đường dây nóng 1900 1876. Cuối cùng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai 21 giờ.